Nội thất gỗ tự nhiên luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai yêu thích sự sang trọng, tinh tế và bền bỉ. Từ lâu, đồ gỗ nội thất đã khẳng định được vị thế của mình trong không gian sống của người Việt, không chỉ mang lại giá trị sử dụng lâu dài mà còn thể hiện được đẳng cấp và phong cách sống của gia chủ. Thì hôm nay em mời mọi người cùng với em Nhiên đi Bình Thủy, Cần Thơ để bàn giao một lô hàng nội thất cho anh Thẩm nha. Cảm ơn anh Thẩm và gia đình đã tin tưởng sử dụng và ủng hộ sản phẩm của Sơn Đông. Chúc anh và gia đình ngày càng sức khỏe và thành công hơn trong cuộc sống. Sơn Đông xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm của chúng tôi. Sự hài lòng của khách hàng là động lực lớn nhất để chúng tôi không ngừng cải tiến và phát triển. Hy vọng sản phẩm sẽ mang lại giá trị và niềm vui cho khách hàng.